Chào anh em, như thường lệ hôm nay tôi lại lên sóng để hỏi thăm anh em đây. Anh em khỏe không ạ? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến anh em bộ sửa điện chuyên dụng Yato IT21295, bộ sản phẩm chuyên cho sửa điện 1000V. Trước mặt các anh em đây, sản phẩm đó đây, được đựng trong hộp giả kim, sản xuất từ nhựa PP, tiêu chuẩn chộp nước IP55. Chúng ta có khóa nhựa ở đây hai bên và đều có tai để khóa cá nhân lại, tay sách kiểu nằm ngang, có bánh xe để kéo dạng vali. Đây là dạng sách ngang. Khi dựng lên thì chúng ta có một tay quay ở đây. Rút ra thì chúng ta dạng vali. Vì bộ sản phẩm rất là nặng nên trong khi ra công trường thì thay vì sách, anh em có thể sử dụng sách kéo như một vali du lịch. Chúng tôi có bán cả vỏ hộp này không nhá anh em. Anh em có thể truy cập vào website hoặc chúng tôi sẽ để link bên dưới để anh em click vô. Chúng ta có thể chịu được va đập, có thể ném từ trên cao xuống mà không vỡ. Ở trong có những cái lớp chống sốc rất là an toàn. Tôi sẽ mở ra để cho anh em xem bên trong. Có lớp mút ở đây để chống va đập của các dụng cụ bên trong. Vì là sản phẩm cao cấp nên phải được đóng gói trong một bao bì cao cấp. Bên trong có 3 khay thì đều được thiết bị đều được đặt trong những cái khay bằng cao su non để chống sốc và ngăn nắp hơn, không bị va chạm với nhau để tránh bị tổn hại đến sản phẩm. Đó, thì sau này tôi sẽ giới thiệu từng khay chi tiết. Sau đây, chúng ta sẽ đi đến ngăn đầu tiên nhé. Khay đầu tiên thì chúng ta có bộ cờ lê miệng và cờ lê vòng. Cờ lê cách điện 1000V từ 10mm cho đến 24mm. Đây, chúng ta đều có các tiêu chuẩn IEC 60900. Mã sản phẩm, vì đây là một set sản phẩm thì sẽ gồm các sản phẩm lẻ của Yato. Nên mỗi một sản phẩm của Yato đều có các cái mã số riêng ở trên đây và đóng logo của Yato. Tiêu chuẩn chất lượng PVE GS EIC 60900 1000V, cờ lê 24. Đây là cờ lê miệng nhá anh em. Sản phẩm này có thể dùng để vặn trực tiếp trên các máy biến áp. Đây là cờ lê vòng, được bọc toàn bộ là nhựa cách điện. Nhựa ấy cầm rất là sướng tay, có chút ma sát nhám và mềm nữa. Cờ lê miệng này được bọc cả đầu lẫn thân luôn. Hai tông màu chủ đạo là màu cam và màu vàng. Đó, chúng ta có cờ lê miệng từ 10 cho đến 24, cờ lê vòng từ 10 cho đến 21. Toàn bộ các sản phẩm đều được đặt trong một khay cao su non. Và trên tất cả các sản phẩm đều có khe để luồn tay vào lấy ra. Rất là thông minh ạ. Ngăn nắp, khi mà các bạn sửa chữa mà có bất kể một cái tua nào mà bị rơi ra ngoài hoặc là không có trong đây thì các bạn có thể là kiểm soát hết. Ở trên khung, trên khuôn thì đều có để kích thước. Khi cần sản phẩm nào thì các bạn có thể nhìn vào đó và lấy ra luôn. Đó là chi tiết của khay thứ nhất. Tôi sẽ để sang bên này. Đến khay thứ hai thì chúng ta có gì? Chúng ta có một tay lắp, một bộ tay lắp 1/2 inch đảo chiều cách điện 1000V. Nghe tiếng nảy của lẫy bên trong rất là ok ạ. Thợ chuyên nghiệp thì có thể nghe được tiếng này và đánh giá được sản phẩm này có tốt hay không nhé các bạn. Đây là cần đảo chiều, cũng được bọc nhựa luôn. Cảm giác cầm chắc tay, vừa đủ, không nặng lắm. Bộ khẩu 1/2 inch, cũng được bọc cao su ở đây. Bọc chùm cả da khẩu thân luôn nhé các bạn. Đó, chúng ta có ấn vào đây, đút ra. Cảm giác cầm một sản phẩm tiêu chuẩn châu Âu rất là khác so với các sản phẩm
Trung Quốc khác nha các bạn. Cao su vừa đủ cứng, không cứng quá. Chúng ta có bộ khẩu từ 10 cho đến 24. Đây là tuyếp nối dài 1/2 inch. Tuyếp nối dài hơn nữa, dùng để kết hợp với cả những ốc mà có chiều sâu mà khẩu không vào được. Đó, đó là set đầu khẩu và tay vặn. Ngoài ra chúng ta còn có một bộ tua vít đầu trừ hai cạnh gồm 4 chi tiết. Đây, 4 chi tiết đây. Và bộ tua vít hai cạnh, một bộ tua vít 4 cạnh, 4 chi tiết. Toàn bộ sản phẩm mà tua vít đều được bọc nhựa cách điện từ đầu đến cuối. Tông màu chủ đạo là màu đỏ, màu cam và màu vàng nhé các bạn. Đây là tiêu chuẩn sản phẩm, thương hiệu Yato. Trên đây là kích thước, tiêu chuẩn IEC 60900, kích thước. Ngoài tua vít ra, chúng ta còn có thêm một bút thử điện nữa, sản phẩm Yato luôn. Đó, chúng ta xong khay thứ hai. Khay thứ ba chúng ta có gì? Khay thứ ba chúng ta có mỏ led, kim, kim cắt cáp, kim loại chrome vanadium được bọc một lớp cách điện 1000V, cũng tông màu chủ đạo là đỏ và vàng cắt cáp, chắc chắn lắm ạ. Cầm chắc tay, chúng ta có một kim mỏ quạ cũng cách điện luôn, được đồ đóng logo của Yato nổi ở trên tay cầm, logo ở trên đầu của kìm, có mã IT21161. Chúng ta có một dao tước dây trông rất là nhỏ xinh ạ, so với con dao này với cả con dao ở trong bộ 3895 3875V thì con dao này nhỏ xinh hơn, nhỏ nhắn hơn, nhẹ hơn. Đó, có mấu đóng vào sẽ rất là chắc chắn. Chúng ta có một mỏ led 250mm, mỏ led kéo dài đến 35mm, được bọc cách điện luôn 10 inch, mỏ led 10 inch. Chúng ta có một kéo cách điện bọc từ thân cho đến mấu giữa. Tôi nghĩ là nếu mà có ở trên này mà bọc được nữa thì chắc là nhà sản xuất cũng bọc luôn ở lên trên này. Nhưng mà đến thế này thôi là chúng ta quá ổn rồi. Ở trên có một khe để đưa dây điện vào. Chúng ta có thêm một bộ kìm, ba sản phẩm nữa. Như tôi nói đấy, thì tất cả các khay này đều có những cái lỗ để móc ngón tay vào, rất là thông minh. Đây là bộ kìm 3 chi tiết, kim loại chrome vanadium được bọc cách điện 1000V, tiêu chuẩn ICE 60900 của quốc tế. Cảm giác cắt rất là nhẹ nhàng anh ạ. Tiếng rất là đanh ạ. Chúng ta được combo nữa, băng dính cách điện của Yato, băng dính em màu đỏ rất là tốt, tôi đã dùng rồi, khá là ổn.
Ngoài những cái sản phẩm trên này chúng tôi cũng bán lẻ nha các bạn. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ đến website yatoi.vn, đến hotline để chúng tôi có thể chăm sóc các bạn tốt hơn. Tôi vừa giới thiệu đến các bạn bộ dụng cụ Yatoi IT21295, bộ dụng cụ sửa chữa chuyên dụng cho điện 49 chi tiết. Chúng ta có 3 khay. Và đây là hộp sản phẩm. Các bạn có thể truy cập link bên dưới để tham khảo rõ hơn thông tin về sản phẩm hoặc là liên hệ với chúng tôi qua hotline và website yatoi.vn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Đừng quên like và subscribe chúng tôi nhé. Xin chào.